Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho các em ở cái câu số 1. Ở đây là cái đề số 4 em nha, đề số 4. Cứ thầy sẽ để hết trên cái danh sách phát trên cái đường link cái đề tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Tất cả các đề thì thầy sẽ quay ở đề ở đó để các em có cái gọi là tham khảo các em nha. Đó. Bài số 1 thì thầy đã làm cho em 1 điểm rồi. Ở trong clip này thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 2. Nói chung thì nó cũng khá là khó chứ không phải là dễ. Nói chung các em biết ấy, thì nó đơn giản. Nếu các em không biết thì thầy nói với em nó cũng rất là khó khăn đó nha. Rồi, câu số 1. Cho phương trình ở đây là x bình phương trừ 2m trừ 1x cộng m bình phương trừ 3m cộng 2 bằng 0. Với m là tham số, người ta yêu cầu các em là tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biểu mỗi hai thỏa mãn. Khi mà các em thấy cái này này, ngay lập tức các em phải nhớ giùm thầy là cái hệ thức vs. Cái hệ thức vs của chúng ta là gì? X1 cộng x2 là bằng trừ b trên a, và x1 nhân x2 là bằng c trên a. Nhớ giùm thầy như vậy. Nhưng đối với những cái dạng này chưa áp dụng vs vô liền được, mà chúng ta phải đi tìm anh delta, delta phẩy, cho delta và delta phẩy này phải gì? Phải lớn hơn không? Để làm gì em? Để nó có hai nghiệm phân biệt cái đã. Chứ nếu như em bỏ qua cái giai đoạn, cái bước làm ấy, cái cách làm của dạng này là bước đầu tiên chúng ta phải đi tìm delta hoặc là delta phẩy, sau đó chúng ta áp dụng vs và chúng ta mới đi tìm ra m. Nhớ không thầy như vậy? Cái từng bước như vậy nhá. Chứ mà các em bỏ qua cái giai đoạn này là các em bị sai này. Các em phải chứng minh được cái phương trình này nó luôn luôn có hai nghiệm phân biệt cái đã. Mà để chứng minh phân biệt thì cái thằng delta delta phẩy này phải lớn hơn không, tìm điều kiện của m, hiểu chưa? Đấy. Cái cách làm của chúng ta là như vậy, được chưa? Đấy. Như vậy thì bước đầu tiên ta có, như thầy nói nè, một số bạn không biết khi nào tính delta, khi nào tính delta phẩy thì thầy nói rất là nhiều lần rồi. Đây này, em thấy ngay chỗ đây là x, thì cái hệ số b của ta đây là số chẵn, nên số 2, số 4, số 6, số 8 thì chúng ta sẽ tính delta phẩy. Còn nếu nó là số lẻ, giả sử chỗ đây không có số 2 hoặc là ngay chỗ đây là số 3, số 5, số 7 thì bắt buộc chúng ta phải tính delta. Như vậy ở đây là hệ số chẵn thì chắc chắn ta phải tính delta phẩy. Thì hệ số b phẩy chúng ta đó chính là nó vẫn có dấu âm đi các em nhá. Nghĩa là b phẩy chúng ta thì chia cho 2 thì mất cái số 2 này đi. Đó. Bình phương trừ cho AC, hệ số A đằng trước chỗ đây người ta không ghi, nghĩa là số 1 này. C chúng ta đây là m bình phương trừ 3m cộng 2 này. Đó, làm rất chậm như vậy để làm gì? Để các em hiểu delta phẩy bằng này, bình phương với âm này hết. Như vậy ở đây chúng ta khai hệ triển ra theo hạng thức số 2, m bình phương trừ 2m cộng 1. Ok, ở đây chúng ta đổ dấu trừ trước này, ta đổ dấu. Đấy. Vậy delta phẩy bằng m bình phương trừ m bình phương hết trừ 2m cộng 3m là bằng m. 1 trừ 2 trở thành trừ 1. Các em hiểu không? Được chưa? Các em ghi này là để cái phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1, X2. Nếu mà chính xác nữa ký hiệu tại phương trình 1 đây, để phương trình 1 có hai nghiệm phân, gọi là cho nó chặt chẽ đấy. Người ta không thể nào ý kiến gì nữa đấy. Thì chúng ta ký hiệu đây phương trình 1 thì các em ghi là để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 ha. Thì từ đấy chúng ta tương đương là delta phẩy này phải lớn không? Từ đây chúng ta tương đương mà delta phẩy chúng ta là bằng m trừ 1 sẽ lớn không? Thì tương đương m này sẽ lớn hơn hơn 1, đó chính là cái điều kiện. Các em hiểu chưa nào? Cái điều kiện. Các em bình luận giùm thầy cái chất lượng video thử nó có tốt nha, nó bị cái rung, nó có bị rung hay không? Âm thanh ra rè hay không? Ánh sáng có đủ hay không nha. Rồi. Tăng thêm ánh sáng nữa. Rồi ok. Được nè. Đó. Quá sáng luôn không? Sáng trưng luôn không nè. Ok, rồi. Đây chính là cái điều kiện để nó có hai nghiệm phân biệt. Rồi tiếp tục nè. Sau khi chúng ta đi tìm điều kiện rồi thì bây giờ chúng ta sẽ theo thức VS nhé. X1 cộng x2 ở đây chúng ta theo công thức là trừ b trên a, đúng không? Trừ b trên a thì b của chúng ta ở đây này, b thì lấy luôn cả cái hệ số 2 này luôn nhá,
Cho nếu bơi phẩy thì mình chia cho 2, như vậy thì nó là trừ trừ 2 m trừ 1. A âm thanh là 1, như vậy trừ trừ thành cộng, ta nhân vô trở thành 2m trừ 2. Được chưa? Còn x1 nhân x2 theo công thức là bằng c trên a. Như vậy ở đây là m bình phương trừ 3m cộng 2. Tại vì thầy giải cho em phải chi tiết như này. Chứ nếu như thầy á mà thầy làm cho học thêm, các bạn học thêm của thầy này nọ, thầy ra một phát một ra đây luôn, chứ không có cần thiết ghi công thức gì cả nha em. Rất là mất thời gian. Nhưng mà ở đây thầy dạy cho cả nước nên là bắt buộc phải nó từ từ chi tiết, để làm gì? Khi chúng ta làm bất kỳ một bài nào chúng ta phải chắc bài đó. Có thể các em cho thầy nói nhiều, nhưng mà chính vì nói nhiều thì các em mới hiểu được, chứ thầy không nói là các em không thể hiểu được. Hiểu chưa? Rồi sau khi có VS rồi đúng không nào, thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái mà người ta cho các em yêu cầu. Đây là x1 do đó x1 bình phương cộng x2 bình phương gì nữa này, trừ x1 x2 ở đây sẽ bằng 5. Thì ở đây chúng ta phải biến đổi cho chưa thế mới liền được, tại vì chỉ có mới cái tích này là thế được thôi, còn cái thằng này thì chưa thế được. Có thằng này thì bắt buộc trong đầu người ta phải nghĩ ngay tới cái việc là thêm và bớt nha. Thì mình bớt để nhóm để ra được hàng đẳng thức số 1. Vậy từ đây chúng ta tương đương là x1 bình cộng x2 bình. Thầy sẽ thêm vào ở đây là x1 x2 để làm gì? Để thầy nhóm ba thằng này để nó có dạng tổng này. Thêm vào thì phải bớt ra. Còn cái này ghi lại. Thêm và bớt, thêm vào và bớt ra. Còn ba thằng này với thằng này thì ghi lại, nó giống ở trên rồi, đúng không nào? Ba này thầy sẽ nhóm một nhóm thì nó sẽ ra được x1, x2 tất cả bình trừ 2 với trừ 1. Ngay chỗ đây hệ số người ta không ghi ra, trừ 1 trở thành trừ 3. Đó. Một số giáo viên sẽ từ đây sẽ nhảy xuống dưới đây liền là các em sẽ không hiểu. Tại sao từ đây mà xuống dưới đây là các em chắc chắn không hiểu. Thầy nói có đúng nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thế này. Thế x1 cộng x2, 2m trừ 2 vào chỗ đây. Cái tích này vào chỗ đây. Được không? À, như vậy thì từ đây chúng ta tương đương 2m trừ 2 tất cả bình phương trừ 3 m bình trừ 3 m cộng 2 bằng 5. Thì ra được ở đây là 4m bình trừ 8m cộng 4 này, trừ 3m bình cộng 9m trừ 6. Nhớ dấu trừ trước này nhân vô phải đổi dấu bên trong nha. 4m bình trừ 3m bình là bằng m bình trừ 8 cộng 9 là cộng m bình. 4 trừ 6 bằng âm 2, chuyển qua bên đây trở thành là gì? Âm 7 bằng 0. Từ đây chúng ta sẽ bấm máy tính ra m1, m2. Đây máy tính này. Tới đây ấy, chỗ đây không có m bình, xin lỗi. Số 9 nha. Hai phương trình chọn 2 luôn. 1, 1, 7, 1, 1, âm 7. Đây. Thấy chưa? Như vậy thì ở đây sẽ là trừ 1 cộng căn 2 của 29. Tới đây cho phép các em bấm nha. Đây, x2 này. Còn các em không có máy tính bấm thì chúng ta tính delta cho thầy. Rồi. Như vậy thì nếu mà kiểm tra thì các em thấy thằng này chắc chắn sẽ là số âm. Mà ở đây điều kiện chúng ta sẽ là gì? Lớn hơn 1. M lớn hơn 1 mà thằng này âm ấy, thì chắc chắn thằng này sẽ là loại này. Căn bậc 2 của 29 chắc chắn sẽ lớn hơn 1, chia cho 2 thì cái thằng này ra sẽ lớn hơn 1 này, chắc chắn sẽ là lấy này, thỏa mãn điều kiện này. Vậy M của chúng ta cần tìm đó chính là âm 1 cộng căn 2 của 29 trên 2. Một nghiệm này thôi, thằng này loại đi. Đấy. Không thỏa mãn điều kiện xác định. Không thỏa mãn cái điều kiện M ra chứ. Cái cách làm và phương pháp của chúng ta là như vậy nhé. Chưa?
Rồi. Ta đi sang là câu số 2 nhé. Câu số 2. Rồi, ta đi sang câu số 2 em. Ở đây yêu cầu em tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Rồi. Ở đây nhớ là nhỏ nhất như là min ấy, min max ấy. Thầy sẽ tiến hành phân tích về giác một xíu. Đây. Nhớ cái dạng mà tìm min max ấy. Nha, min hoặc max thì thường chúng ta phải đưa về hằng đẳng thức số 1 hoặc là 2, nghĩa là nó sẽ có dạng ở đây là bình phương ở trong một cái biểu thức chưa biến, được chưa nào? Như vậy thì ở đây các em thấy ở trong cái căn bậc 2 này này, 2x trừ x bình cộng 7 này, nó sẽ có chứa biến x này, nên ta sẽ phân tích cái thằng này này. Còn ở ngoài đây là cái một cái hằng số này, chúng ta không có đụng chạm gì cả, hiểu chưa nào? Thì bây giờ thầy sẽ phân tích cái thằng này ngồi nháp để em thấy này, 2x trừ x bình cộng 7 này bằng này. Thầy sẽ viết cái trừ x bình này cộng 2x cộng 7 này đằng trước cho nó dễ hiểu, được không? Được chưa nào? Như vậy thì bằng này, trừ x bình này cộng 2x, ở đây số 7, bây giờ ở đây thầy muốn xuất hiện số gì? Số âm 1. Ba thằng này sẽ là hằng đẳng thức. Khi thầy xuất hiện số âm 1 thì thầy sẽ cộng 1, bớt và thêm này, bớt và thêm, còn cái dương 7 thì ghi lại này. Như vậy thì hiện tại thầy đang thêm và bớt là hai thằng này. Các em thấy giữa thằng này và thằng dưới này nó đâu gì thay đổi, tại vì ở đây thầy trừ 1 thì thầy cộng 1. Như vậy thì thầy sẽ nhóm ba thằng này, một nhóm 1 cộng 7 đây là thằng 8. Như vậy ở đây thầy đặt trừ dấu trừ đằng trước, bên trong ngoặc này sẽ đổi dấu này, x bình trừ 2x cộng 1. Đó, thấy chưa nào? Thì cái này nó chính là hằng đẳng thức gì? Số 2. Rồi, đây có dấu trừ này, thầy sẽ viết lại cho dễ nhìn, trừ 8 trừ cho x trừ 1 tất cả bình. Đó. Các em ha, từ đây xuống các em đã hiểu các bước chưa? Chứ không là nếu thầy không phân tích kỹ ra như này, tại sao từ ở chỗ này mà nó lại về được như thế này, nhiều bạn có thể không hiểu từ này về đây, đúng chưa nào? Sau khi em hiểu rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành biến đổi trên này. Như vậy A bằng 218, số 2 cái đề đó, giống như lại thầy đã nói, trừ bình chúng ta cũng làm chứ không phải làm tắt quá thì cũng không được, em hiểu nào? Cộng 2x, đúng không? Bây giờ ở đây chúng ta sẽ thêm bớt cộng 7 ở đây, chứ không phải là người ta làm nhanh quá mà nói đây đặt dấu trừ, x trừ 1 tất cả bình, ở đây cộng 8 này, chúng ta quay ngược chiều lại cho nó dễ nhìn nha. Có đúng không? Rồi tới cái bước này là đã rất là chi là hiểu rồi, đúng này. Thì cái thằng này các em thấy này, cái biểu thức thầy ghi ở chỗ đây cho nó đủ để dấu cộng nha. Cái này thì thầy đố em nó sẽ lớn hơn bằng gì? Nếu giả sử cái này thằng này bằng không, cái thằng này bằng không, nghĩa là x trừ một tất cả bên này nó sẽ bằng không, thì nó sẽ lớn hơn bằng là những cái số này các em ghi lại này. Thấy không? Thấy ba cái số này tin tưởng này, thấp nhất là thằng này bằng không, các em hiểu không? Thấp nhất là thằng này bằng không, chứng tỏ nó sẽ lớn hơn bằng là gì? Số này cộng căn 2 của gì? Của 8. Mà căn bậc 2 của 8 đây này, căn bậc 2 của 8 thì nó chính là bằng căn 2 của 4 nhân 2, 4 đưa ra bằng 2 căn 2 của 2, chứ gì nữa, đúng chưa? Thì cái này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng, thầy chia 2, chia 2 thì cái này sẽ ra được là 2001 chứ, lệ 9 trên ở đây cho 1 cộng căn 2 của 2. Đúng chưa?
Đấy. Hiểu không? Thì cái này nó cũng sẽ lớn hơn bằng thầy trục căn thức ở mẫu, thì nó ra được là 1009. Đây là người ta nhân liên hợp, ở đây là một căn bậc 2. Đây này, thì thầy sẽ phân tích ở ngoài nháp tiếp. 1 cộng căn 2 của 2, thầy sẽ viết trở thành căn 2 của 2 cộng 1, đúng không? Ở dưới mẫu như này thì thầy sẽ nhân hồi nãy là 1009 như này. Thầy sẽ trục căn thức ở mẫu bằng cách nhân liên hợp là để theo hàng thức số 3, thầy sẽ nhân là căn 2 của 2 trừ 1. Ở dưới đây thầy sẽ nhân căn 2 của 2 cộng 1 với lại đây. Thầy nhân liên hợp. Đó, thấy chưa nào? Thì hai thằng này nhân lại thì kết quả có phải bằng 2 trừ 1 thì cái này bằng 1 không? Nhưng mà kết quả đây trên tử chúng ta là 1009 với cái này. Được chưa? Đó. Như vậy thì ở đây sẽ ra được là căn 2. Đó. Như vậy thì A min nhỏ nhất khi giao bằng này sẽ xảy ra thì nó bằng chính thằng này. Khi nào? Khi thằng này bằng 0. Vậy thôi. Thầy nói là A min khi nào khi giao bằng này xảy ra thì nó sẽ bằng đúng cái giá trị này. Khi nào? Khi cái x trừ 1 bình phương này bằng 0. Được không này? Rồi ở đây chúng ta có thể vi này. X trừ 1 bình phương nó lớn bằng 0. Đúng không? Nên từ đây lớn bằng 0 thì từ đây chúng ta suy ra cái căn này này. Căn bậc 2 của 8 trừ cho x trừ 1 bình phương này, nếu giả sử thằng này lớn bằng 0 thì chắc chắn cái này nó phải, tại vì khi mà cái này càng lớn thì giá trị trong căn này nó sẽ càng bé, thì cái này nó phải nhỏ hơn bằng 8, căn 2 của 8. Tại vì cái thằng này càng lớn thì cái, tại vì đây là hiệu mà, thì 8 trừ ở đây càng lớn thì cái căn bậc 2 này càng bé, thì cái này nó phải nhỏ hơn bằng 8. Đúng không? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra 2 cộng căn 2 của 8 trừ, ta thêm 2 vô nghe. Thêm 2 là 2 bé, nhỏ hơn bằng là 2 cộng căn 2 của 8. Đó. Ở đây chúng ta thêm 2 để thêm 2. Hiểu chưa này? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra, chúng ta chia 2 vé cho đúng 2018 cho thầy. Khi chia thì nó sẽ quay ngược chiều. Lớn nhỏ bằng thì cái này sẽ lớn hơn bằng. Nếu mà cùng tử. Đó. Nguyên nhân là vì như thế này. Được chưa? Vậy A min nghĩa là nhỏ nhất, nó sẽ bằng đúng cái giá trị này. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x trừ 1 sẽ bằng 0. Từ đây chúng ta tương đương x sẽ bằng 1. Xong. Rất là hay đúng không? Hay chưa? Kiếm được 3 điểm rồi này trời ạ. Phải cố mà rặn được 5 điểm nhé. Chứ mà dưới 5 điểm là coi là gần như là chắc chắn là bị rớt rồi đó. 5 điểm trở lên bắt đầu người ta mới xét từ trên xuống dưới. Điểm càng cao thì tỷ lệ của mình vào là càng nhiều. Trường chuyên em, chuyên là rất khó chứ không phải dễ đâu nhỉ. Được chưa? Ở dưới đây thầy đã giải thích tại sao cái dấu nó xảy ra như vậy. Đó. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở câu số 3. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Okay.